Hello, ok, chào mừng các bạn trở lại với Last Channel. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi với series Let's Survival của Minecraft. Dạo này mình hơi lười quay thành ra cái việc cái nhiều mình làm nhiều thứ mình không quay. Thế là đã skip một số kha khá cái cải tiến trong game, và như mọi người thấy thì chúng ta tìm đi xuống địa ngục làm được khá đống thứ, là có một hệ thống đèn điện cộng thêm một vài nơi bí kíp dấu. Ok, đây là đèn điện sáng tối, ok luôn. Đèn ngủ, đèn ấy, có thứ bạn có thể làm bất cứ cái gì bạn muốn bạn. Và chúng ta có một căn phòng rất là đẹp. Oh yeah. Và mục tiêu hôm nay của chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ xuống địa ngục và tìm cho ra bằng được cái phố chết. Và mình cần cái phố test đấy, bởi vì trong đây có rất nhiều thứ như là yên ngựa này, kim cương này, đồ này, và đi mai thật nhiều cái nether brick. Chứ chúng ta xuống đây chúng ta phải cần có những cái gì? Thứ nhất, bỏ xô ra. Thứ hai, cầm một đống đá. Gravel, cobblestone, đây rồi. Gravel stone, cobbles, cobblestone, cobblestone. Ok. Thằng này nó cần đi ngủ cho buổi sáng thì mình thì cũng không cần phải ảnh hưởng lắm, mình có thể đi ngủ ở kia luôn. Nhưng mà mình lại yêu thích đây. Ok, chúng ta sẽ đi xuống địa ngục tìm lâu đài. Rồi chỗ đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi lên trên kia. Để bật VGA. Bật VGA luôn cơ mà. Bật VGA luôn cơ mà. Anh ấy chơi một cái máy tính, thậm chí phải bật VGA lên thì anh ấy mới chơi được. Im perfect. Impossible mà là perfect. Perfective. Trời ơi, tôi không có cầu thang máy khiến cho việc này trở nên thật là khó khăn. Hello. No. Don't do it. À, như các bạn biết thì đây là Alex và là một cô gái. Còn chúng ta thì chơi Steve là một thằng được dựa. Chúng ta thật cảm thấy điều này thật là này, cầm đi. Khiên tao đây. Thích vứt lại của cát không? Giả bố khiên. Giả bố khiên. Chúng ta cần làm một set đồ mới nữa. F&C. Có. Để bên nào cũng dùng được hết. Thấy à? Chả bố khiên. Chả bố khiên. Chả bố khiên con chó. Con chó chả bố khiên. Khiên của tao đồ khốn. Khiên. Ok bịp. Ok bịp con chó này. Con. Mày được con chó. Mày được. Bố làm khiên khác. Nhà bố giàu. Nhà bố giàu. Nhà bố giàu. Nhà bố giàu. Bố 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 bố
Bố bố bọn chó, bố bố con cửa hó, nhà bố giàu, bố có quyền, hi hi. Nhà bố giàu, bố tự làm khiên của bố. Bố chỉ tiếc mỗi là cái khiên ấy, bố mới làm bằng làm bông, bố có màu. Thằng khốn, thằng khốn, ê, ê. Rồi chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi xuống địa ngục, quên mất. Thức ăn, check, đồ, check, lapis lazuli, vật vào đây. Không nhỉ? Cobblestone, check. Sắt, vật lại vào đây. Gỗ, check. Thứ tạo nên gỗ, check. Ok. Chúng ta còn thiếu đúng một thứ. Đó là than. Tam pam pam. Solo đi đào than. Oh shit luck. Lên, 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 đây ra. À đấy, còn phải làm kiếm nữa, kiếm sắp vỡ rồi. Lo 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 Chololololo, chololololo, oh. Chololololo, chololololo, chololololo. Thế bây giờ mình biết có chỗ này. Wow. Chúng ta bị lừa. Bọn họ đã lừa chúng ta suốt bao nhiêu năm qua. Oh my god. Oh fuck. Really? We have been lied. Lies, you motherfucker. Tất cả chỉ là một lời nói dối. Tôi cảm thấy như bị lừa rồi. Chúng ta đã bị lừa. Suốt bao nhiêu năm qua chúng ta đã bị lừa. Chúng ta đã bị lừa sẽ bà đập qua. Ok. Ok. Đầu tiên chúng ta cần phải chỉnh lại cái chỗ này đã. Ok. Ok. Chúng ta sẽ lập cái chỗ này lại. Lập ở đây lại. Ok. Ok đẹp mẹ. Ok. Oh fuck. Ok. Được là ngừng chạy. Là chảy bớt đi một tí nhưng mà là ngừng chảy. Ok. Giờ tiếp theo là tôi cũng không biết tôi phải làm gì nhưng mà tôi sẽ xây cái này ở đây. Dỗ. Dỗ. Ok. Ngon. Tuyệt vời. Ok đấy. Nghịch ngu, nghịch ngu. Nghịch ngu. Ok. Nghịch bớt gu đi một tí. Rồi, đã thành công. Chúng ta đã bớt ngu đi rồi. Ta có một cái ravine rất là to. Và nhiều than nữa. Đào, 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 đào. Two later, two minutes later. Đào, 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 đào thành công. Ok. Ok, chúng ta có rất nhiều thứ để đào. Có rất nhiều thứ để đào.
Hơn stack luôn mà. Oh, oh shit, what the fuck, oh shit. Biết chúng mày sẽ lên ở đây. Ồ không, chúng mày không lên được. Thế thì mày chết rồi, ảo. Mình sống cơ. Tôi sống à? Tôi sống à? Tôi sống thì tôi đi lên đấy, tôi chưa có ý định muốn chết. Thế tôi sẽ đi lên. Tôi sẽ đi lên. Oh my god. Tại sao dưới đây lại có gà? À, ừ tất nhiên rồi, đây là Minecraft mà. Minecraft thì bạn có thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí là ném con gà xuống dưới đấy luôn. Ow. Mình thực sự mình cũng không biết phải làm gì với cuộc đời này nữa. Ờ, có lẽ chúng ta sẽ đi thám hiểm chăng? Không, chúng ta sẽ đi làm với mục đích ban đầu của chúng ta. Đó là đi xuống địa ngục. Chúng ta sẽ xuống địa ngục mọi người ạ. Oh yeah. Trước đây chúng ta sẽ mai chỗ này đã, vì sẽ là rất quan trọng với cuộc sống con người. Bởi vì tớ cũng như tớ cũng nghe thấy khá là nhiều tiếng zombie, baby zombie. Ok. Ok, đi lên. Rồi chúng ta cũng đi. À, tao nói mày giơ tay lên. Chào cơ, chào. Chào cơ, chào. Yeah. Ok, nhìn có vẻ ngon đấy. Chỗ này rất là, mình rất muốn khám phá chỗ này. Mình thực sự rất muốn khám phá chỗ này. Trời ơi. Nhìn đống sắt này xem. Hello. Mày mà rơi xuống kia chắc chỉ có chết thôi nhỉ. Nhìn độ sâu này xem. Độ sâu tuyệt đối. Hello nhện. Úi dồi ôi, ta xin lỗi. Nó đã làm gì mày vậy? Mày đẩy nó xuống kia rồi mày nhảy xuống nước. Con chó nhện đấy. Thấy quái vật tình thương nhau. Quái vật đấy. Tao nói bây giờ tay lên. Oh yeah. Chào cơ. Chào. Oh yeah. Ok. Có vẻ như là chúng ta cần phải tránh xa chỗ này ra. Lên. Anh em lên. Lên. Ồ, cái gì đấy? Thôi. Thôi. Tao nhầm. À! Con cửa nhỉ. Đi về đã. Về ăn. Về. Về về về. Vai cả zombie. Tôi chạy sang bên này an toàn hơn. Mày có biết là ở sông có cái ra vin không? Cái khe ý. Sông có cái thuyền ý. Sông có cái thuyền ý. Đã biết vì sao nó không vào đây được không? Ok. Hình như gì đó sai sai. À, tại sao? À ừ đúng rồi, biết tại sao nó không vào đây được không? Bởi vì đây là safe house. Safe house. Safe house. Phần nữa vì cái này. Ok. Đâu rồi? À đấy, vì phần nữa vì cái này này.
Nói chung vì đấy là safe house. Ok. Ngủ. Ok, chúng ta lại tiếp tục con đường vượt cái đống này vào đây tạm đã. Rồi chúng ta lại tiếp tục con đường đi xuống địa ngục thôi nào. Let's go to the fucking địa ngục. Xuống nether đây. Quên. Địa ngục. Xuống nether đi. Sắt bay. Khoan, Nick Rainbow đâu? Thằng này nó có đồ đấy, nó có mấy chục cái nick mà nó cứ mẹ giả vờ. Thằng cờ hó thích bỏ không? Bỏ thì than cái lờ. Than cái lờ. Than phiền cái lờ. Ôi cầm đồ sắt nên cảm thấy cuộc sống nó khó đỡ khó khăn hơn hẳn. Xem nào, 4 này. Cái này cho biết 8 cái có đủ không? Trời ơi. Mình cũng có nhiều sắt đâu, mình có nhiều sắt gì đâu. Các bạn cứ sắt nào. Thằng đang đói đấy. Không. Thế tao chịu. Hỏi thế nó mình chịu thật đấy chứ mình còn gì có làm gì có biết đồ nó để đâu. How should I know? How should I know? Do you think I know? How could I know? How could mình không biết mình đang làm gì nữa vậy. Xong có việc có đuốc có than có đuốc rồi. Hi tao xuống đây đi tìm pháo đài. Vừa nói xong thì nó ao chó. Mày coi lời nói tao ra gì vậy? Cứ hó vậy. Thằng cờ hó. Ôi, mình vừa nhìn thấy cái gì đấy. Rất đẹp. Ồ, đây có đuốc này. Ok. À, đuốc này mình đặt quên. Mẹ. Mẹ. À, tại sao mình đặt đuốc? Bởi vì mình đi ra đây là mình nhìn thấy cái này. Phê không các bạn? Phê không? Phê đúng không? Nên cho đến khi mình nhận ra là chỗ này nó chả có gì đây. Chỉ là một cái... cái... có chết một cái giang hàng hàng rào. Nó tựa giống kiểu là bạn lập ra cái biên vùng biên giới canh giữ ấy. Thì nó này nó chỉ như này thôi. Oh my god. À xin giới thiệu bạn kia đấy, kia là block mới. Block đấy thì làm gì? Block đấy nó giống block cái xương rồng nhưng mà nó không cháy, nó là một cái kết tinh của dung nham nhưng nó không cháy. Mình biết là nghe nó rất là ngu nhưng mà sự thật là nó đéo cháy. Có một sự thật là
bạn đốt lửa thì ok, nó có lửa trên đấy, nghi đá địa ngục, nhưng mà nó đéo cháy. À, cái vấn đề ở đây là nó không cháy bạn ạ. Ê, tao vẫn đẩy mày xuống dưới kia. Ish, ish, ish. Mình mà làm gì, mình mà làm cái gì đấy phạm pháp với nó thì phải, nó đẩy mình xuống kia thì thôi đời mình cũng vui lắm. Mình đang cầm cái cuốc kim cương, rất nhiều đồ ăn. Mình không biết đói là gì nhưng mà mình chết là gì. À, nhảy qua dung em. Hát có bao cọ. Oh yeah. Hát có bao cọ. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ở đây mình cà kiếm được kha khá Blade Rod và một đống Magma Q. Nói chung ở đây kiếm được nhiều thứ lắm. Bạn muốn có nguyên liệu để chế thuốc thì bạn hãy xuống đây. Nhưng mà tất nhiên xuống đây phải có trang bị, còn không ố kìa. Đấy, thấy không? Xuống đây phải có trang bị, còn nếu không thì cuộc đời bạn chỉ đến thế này thôi. Hello friends. Ow. Cái này bạn đi trên này nó sẽ mất máu, nhưng mà nếu bạn đi như này thì nó sẽ không mất máu. Cái này thì khá là hay. Bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm cái parkour bạn đi lên đi xuống thì nó vẫn mất máu thôi. Nói chung là bạn tránh, bạn thoát khỏi cái trạng thái sneak thì nó sẽ mất máu chắc chắn thôi. Và bây giờ thì mình đi lên kiểu gì, mình đi lên kiểu gì mình à. Ôi đang đi dưới này mà trượt chân cái định vui lắm. Trượt vào cái đống dung nham này. Oh, đau. Chả có gì đấy cả. Ôi dồi ôi, đi giữa hai bề, một bên là dung nham dẫm được, một bên là dung nham không dẫm được. Thôi đi lên thôi gì đã. Giết con kia xong mà nó trả cho mình cục Magma Q. Magma Q. Magma Q. Bad bad English. Bad English. Rip English. Rip English. Ok, có vẻ như bên này chả có gì mà mình nghe tiếng con gas. Mình cũng không biết cái nguồn gốc của con gas này nó xuất hiện từ đâu, nhưng mà thấy bọn nó chế một thằng được cái thằng nhân cái thằng một thằng được chúa nó ban cho khả năng gì gì đấy, và nó đã phạm phải sai lầm gì đấy khiến chúa biến nó thành một con gát to. Nhưng mà lúc đấy là con gát nó có đờ, có người, có thân, có người cơ. Nhưng mà sau bị ra thế giới, bị mọi người tưởng lầm là quái vật thì chặt đầu thành anh ấy còn mỗi cái đầu. Có chuyện xả vậy, mình cũng xả vậy. Ao. Ok, chúng ta tiếp tục con đường đi tìm đường cứu nước. Quỳnh à, tôi muốn ra nước ngoài tìm cái cách họ tới là tôi sẽ về Việt Nam giúp họ. Ok, tiền đâu? Tiền đâu mà đi? Đây. Ôi rồi ôi, đừng có lag lúc này. Đây, tiền đây. Tiền đây. Tiền của bạn đây. Không có tiền thì chúng ta sẽ làm ra tiền. Sneak, 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 sneak. Ok. Vậy thì chúng ta ở cái nơi khỉ 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 ho có gáy này, chúng ta không xuống được và chúng ta cũng không lên được. Cái độ cao thì là 58, độ cao trung bình, tức là độ cao vừa. Ôi thôi bạn ơi, bạn thương mình thì bạn cho mình đi từ 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 thế, đừng có lác lác giật giật thế này. Các bạn này độ cao trung bình lại còn teleport nữa. Cái độ cao trung bình này bạn có mọi thứ nó sẽ diễn ra ở đây thì nó sẽ không, nếu mà đi cao hơn thì nó sẽ đấy. Nhưng mà với cơ bản thì giờ mình cũng ơi trời ơi, chúng ta không biết chúng ta phải chúng ta có được không. Bên kia có một cái ấy rất là cái đấy, cái đường đi. Bây giờ lên đây thì cũng phải lên đến 90, 80 thì 10 đấy. Để mà cao quá thì nó cũng chả có gì thế này cả. Như mình đã nói rồi, làm gì thì cũng chỉ ok độ cao trung bình thôi.
còn cao quá ấy, thì nó sẽ không có gì ở đấy cả. Như bạn thấy, lên 90 rồi và ở trên này là cái tận cùng trái đất, đỉnh cao của nhân loại. Và bạn có thấy có gì không? Không. Và bây giờ chúng ta chỉ cần lạc đường về ra, chúng ta ở đây suốt đời. Không sao, chúng ta là con người ưa, con người có tinh thần ưa mạo hiểm. Và khi mà mình thấy một cái chỗ nào mà nó khuất như thế này, một khuất một cách đẹp đẽ này là có biến ở đây đấy. Mình có thể mai ra một cái gì đấy ở đây. Nhưng mà ok. Lên, lên. Lên. Nhầm 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 nhầm. Ăn đã. Ồ, nhanh ấy. Ok. Blaze Cargo Gear Equipped. Ok, chúng ta thấy một cái đường đi. Đi, nhưng đi mãi không thấy gì. Đi với một niềm tin hy vọng. Đi và đập đá. Nhưng mà đá nó rơi xuống kia. Đi và tiếp tục nhảy nhảy lại chỗ cũ để kiếm đá. Ao. À, còn delay sát thương nữa. Đây là ulti của Kunka. Rồi. Có blade. Có blade. À, đau đau a hay a u ao may tao có khả năng hồi regen. Một con à, mày sợ tao chưa, để tao solo mày nè nè nè. Thế không được. Solo ao. Con chó, con chó, con ôi tao nghe, ôi không, rất có thể là rơi ra Blade Rod nhưng mà vì một lý do, vì một lý do nào đấy mà. Yeah! Lo 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 lo. Đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu. Ok, đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu. Đánh dấu cái. Đánh dấu, đánh dấu. Chu lo 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 lo. Chu lo 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 lo. Lo 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 lo. Thấy không? Mình đã bảo cái độ cao trung bình này mà không được ra đâu nhá. Ở đây đã trung bình mà không có cái gì để xuất hiện đường đi nước bước của bạn thì ôi trời, đại ca khá đây, em xin lỗi con gắt đã. Có gì để phát hiện đường đi nước bước của bạn thì lạc là một thứ thiết yếu. Giờ như kiểu mình bây giờ này, lạc con mẹ nó về đường về rồi, mình không biết đường về đâu cả. Where do we go? Người ơi, where do we go? Em ơi, where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? Chẳng đành lòng buông cánh tay, chỉ mình anh sao biết quay lại. Giờ đào xây đắng vội vàng mà sao mình thay rồi, sao mình xa cách nhau. Where do we go? Về đâu? Where do we go? Tell me where do we go? Người đâu? Ôi dồi ôi, tôi rơi cái thì tôi cũng về đâu luôn đấy. Bây giờ mà rơi một phát thôi thì cũng Where do we go? Về đâu? Ok, hát sàn thế được rồi. Chúng ta tiếp tục con đường. Cân đường, tìm đường, cứu nước. YOLO. Ow. 3 2. Ow, mẹ đau thế. Just tell me where do we go? Where do we go?
Where do we go? Em hỡi, where do we go? Về đâu? Nãy giờ cứ hát về đâu? Ow! Đau quá, đau quá, đau quá đấy, đau quá đấy. Where do we go from here? Ok, chúng ta đã tìm được một cái. Đôi khi tôi thấy cuộc. Từ từ đã. Từ từ đã. Từ từ đã nhá. Từ từ đã nhá. Cái tiếng này rất quen. Tao chưa nghe bao giờ. Nơi này cũng rất quen và tao cũng chưa nhìn định chưa đi bao giờ. Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy. Tôi nhìn thấy. Where do we go from? Mình đã được báo trước ở đây có con gì rồi. Và nó đang đến rất nhanh. YOLO! Tao solo mày, tao solo mày. Solo rồi đây. Mà mày. Giới than cho con. Giới than cho con. Vàng kim cương. Ô lô 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 lô. Chúng ta thật là may mắn. Ôi chúng ta thật là may. Hello, nó gắt à? Gắt ngay trên đầu mình luôn cơ mà. Ô, diamond. Đường à? Cái đường thô đi về. Chúng ta đã biết là chúng ta đi được đường này và ở đây có một đống đồ. Chúng ta sẽ đánh dấu là chúng ta đã đi đường này, ở đây không còn cái gì để mà đi nữa. Chúng ta sẽ đánh dấu một cái này. Ok. Đây có gì không? Theo như tao thấy ở đây có rất nhiều quái vật. This is what I mean, man. This is what I'm fighting for. Yeah. Giờ chúng ta sẽ chế thuốc thôi. Na 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 na. Ôi trời cái gì vậy? Nó bình tĩnh, bình tĩnh. Đại ca bình tĩnh. Anh cầm đuốc kìa, nó sáng. Ôi oh, hello. Hello. À. Con chó này, con chó, con chó này, con chó này. Con chó này, à con. Ow, ow. Ow. Oh, hello. Ở đây chúng ta nhặt được rất nhiều đồ, chúng ta không có, ta không có ý định mất đồ ở đây đâu, ta không có định chết ở đây đâu. Solo, rush me, rush me, rush me, ta không có định chết ở đây đâu. Hôm nay ta nhặt được rất nhiều đồ, ở kia lại có đồ. Ở đây có rất nhiều đồ và chúng ta không có ý định chết ở đây đâu. Anh em, cảm tử.
Zolo. Ôi thằng này đừng cù đã. Rồi rồi đi về. Tao không ý định chết ở đây đâu. Cảm tử anh em. Ồ. Mình buồn đái quá. Anh em, cảm tử xông lên. Chết. Chết. Ôi cái tòa này rất ôi 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 ôi. Có gì? Có rơi ở đầu tao không? Không. Đái quá. Yeah. Oh yeah. Hello. Ok, chúng ta đã xong được phần nào. Ôi thôi thôi thôi, đoạn này bắt đi vui vui vẻ vẻ một tí là đời mình cũng lên hương đấy. Hello. Chúng ta nhặt được rất nhiều hòm. Ôi hello, trả tao cái này đây. Ồ, lại một cái. Ồ. Lại có hàng, lại có hàng. Lại có hàng, có rất nhiều hàng, lại có rất nhiều hàng. Có hàng, có ok. Burn to death. Wow. Rồi, thằng này nó cũng rõ. Oh, teleport. Chúng ta sẽ đi đường này, xem đường này có gì, đường này không có gì cả. Không có gì cả thì pẹp pẹp pẹp. Ok. Pẹp pẹp pẹp. Ok. Ok, anh em cũng có rồi. Đi về. Đi về. YOLO, hôm nay chúng ta nhặt được rất nhiều đồ. Bên kia. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Mẹ 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 tiên sư mày. Pẹp pẹp. Ta nhặt được rất nhiều đồ. Ok. Nhặt nhiều đồ thật. Khi được con stack này rồi cũng lên. Soul Sand. Một sự thật khá là hay là khi mà bạn đánh đến cái con cuối cùng của cái game này GN con GN chấm thì Soul Sand lại được dùng để chế ra cái con đấy. Hay nhỉ. Hello, đi tôi đi về. À, ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Ôi rồi thôi. Các bạn đợi mình tí nhá. Ok, chúng ta đã trở lại với Minecraft và mình vừa đi vệ sinh xong. Và như mọi người đã biết thì chúng ta ôi từ từ mình lại mình tắt thế. Như chúng ta đã biết là chúng ta vừa xuống địa ngục và chúng ta lấy được rất nhiều đồ. Khi mình nói rất nhiều đồ tức là rất nhiều đồ và con này nó đang cọ 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 à ào con này cọ cọ mày mày đồ biến thái bệnh hoạn. Sao mày có thể cọ bản thân mày vào trong cái chỗ như thế được? Thật là kinh tởm. Mày khiến tao kinh tởm, đồ khốn. Mình tự hỏi bản thân là tại sao mình nhìn thấy chỗ này rồi mà mình lại không đi vào. Bởi vì là nếu mà đã nhìn. Hello. Đây nhiều đèn quá, đập đá. Đập đá cô lôn tí nha. Nếu mà mình đã nhìn thấy cái chỗ này rồi mình đặt cái nút ở kia tại sao mình lại không vào? Đấy là điều rất khó hiểu. Và tại sao chỗ này nó lại hả? Nó chỉ đơn giản là một đống đá thôi. Vứt 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 vứt. Mình không cần cái đấy. Chỗ này nó chỉ đơn giản là nó chạm tầng. Rồi, ok, mình đập cái này thôi, gì nữa? Leave nothing behind. Tao sẽ mai, tao sẽ cày hết cái chỗ này. Lạ quá. Ok. Ok. Rồi thì đi về thôi nhỉ. Em xin lỗi.
Thôi, làm người ai làm thế? Có khi sau quả này mình sẽ là thằng trader bọn kia. Chúng mày muốn không? Giả tao đưa tiền đây. Give me the money, ok. Give me the money. Give me the money. Ôi, mợ mình sợi lỗi. Thì đó các bạn. Rồi. Ok. Tổng kết. Chúng ta nhặt được rất nhiều thứ. Xong tổng kết. Đi về. Chúng tôi muốn về nhà. I wanna go home. Bad luck. Oh my god. Oh my god. Luck. Oh my god. Luck. Oh my god. Luck. This luck. This luck. This luck. Oh shit. This luck. Oh shit. Oh my god. No my god. Ok. Đặt cái này ở đây. Đặt cái này ở đây. Đây. Có thể nhìn thấy rồi đấy. Ok. Tự hỏi là liệu cái kia nó có nối không, có nối chung với cái đấy không nhỉ? Chắc là có. Thế tức là mình đã tìm thấy lâu đài từ lúc nãy á. Ôi dồi ôi, tại sao ở đây nó lại toàn hoang này? Sao ở đây nó lại tan hoang này? Ôi trời ơi. Trời ơi, sao lại tan hoang thế này? Chúng ta sẽ xây lại, không sao, chúng ta sẽ xây lại hết. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cự. Có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Ôi là nó cũng không biết biết đường nào được rồi. Ok. Vãi lở. Cái gì đấy? What the fuck are you doing? Thôi mình kệ nó, mình sẽ đi lên. Mình không nên, rất là mình không nên dính dáng vào thằng này, thằng Dũng kêu này khi mà nó đang có âm mưu gì đấy. Ok. Ok, lên cái đầu phát. Ok, tổng kết. Hôm nay vào đây là khu bí mật tàu. Ok, tổng kết, chúng ta đã có gì hôm nay? Chúng ta có 2 yên ngựa, 1 giáp vàng, 3 cái giáp ngựa vàng, 3 cái giáp ngựa bạc, 2 giáp ngựa kim cương, 1 kiếm vàng và 10 đá, 57 cục biếu địa ngục, 40 cục cái này gọi là gì nhỉ? Xô sen, đá địa ngục, cát địa ngục, cát linh hồn, 5 cục vàng, 2 cái rod, thêm một stack đá và 2 cục kim cương. Ok, và bây giờ mình sẽ cất cái này đi tại hang ổ bí mật. Nên là mình không thể để bọn kia xem được. Thế nhá. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn trong các video lần sau, các series mới như Dấu Ý Trời chẳng hạn. Ai biết được. Game này có vẻ nhẹ. À nhầm. Game này có vẻ nặng. Thế nhé. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn các video lần sau. Let's Channel. Peace out. Peace. Say what?